tôi đang có mặt ở trường chuyên ban. Đây là đội hình của Sương ở trường chuyên ban. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ hội ướt ướt con mẹ nát. Chúng tôi có một cô thu phí là Mim Mim. Ok. Và chúng ta cùng gặp lại đội chúa của chúng ta. Hello. Woo. Hello guys. Thì ở đây có xuất hiện một nhiếp ảnh gia mới với chiếc trứng rất dài. Xin giới thiệu nhiếp ảnh gia mới Trường Nguyễn. Đây là một khu vực hậu trường và sau đây xin giới thiệu các bạn DJ producer. Rồi, ok. Tí sẽ là không thể loại nhầm thì trong phần nước nát à? Tất nhiên là EDM ở trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả nói không với Vina Hay. Chúng ta sẽ qua dàn những thanh vũ trụ khủng, siêu khủng. Mà có khả năng dây đâu. Con có khả năng kháng được nước. Đấy, chuẩn IP68 nhé. Chuẩn IP68. Ok, chúng tôi rất hồi hộp chờ đến màn nước đá tiếp theo. Yeah. Amazing. À, để thấy công cụ đầu tiên. Bọn em bơm được bao nhiêu quả? 8.000 quả anh ạ. 8.000 quả. 8.000 quả nhìn có vẻ ít. Rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình đi tìm lớp nào nhiều bóng nước nhất. Đây là lớp nào đây? 12A1 anh ơi. 12A1 á? Vâng. Được bao nhiêu nghìn quả? 10.000, ok. Đã có ứng cử viên thứ hai. Đi tiếp nào, đi tiếp nào. Theo như mật báo thì đằng sau này mới là bãi chiến trường chính của chúng tôi. Không tệ nạn cờ bạc nha, nhưng mà được tệ nạn bóng nước. Từ đằng xa có thể thấy là các Wonder Woman cầm bóng. Ok. Wow. Bãi chiến trường khá là ngăn nắp. Đây lớp ngăn nắp đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Các em bơm được. Ờ đây của lớp khác à? Thế bên này? Lớp em em. Vai cả đây. Đối thủ đăng ký cho số lượng bóng nước nhiều nhất ở trường năm nay rồi. Các em đến từ lớp gì nhỉ? 12G. Ok. Và anh đoán sẽ ước chừng khoảng 15.000 quả. Ở đây 5.000 anh ạ. À? Đây 5.000 quả thôi. Thế bên này mấy lớp nghìn 15.000 quả? Lớp 15.000 là lớp khác. Tất cả đều 5.000 anh ạ. À? Ôi, có mấy lớp 15 các bạn có thể thấy số lượng chỉ có 5.000 thôi mà gấp mẹ 3 lần cái lớp 8.000 rồi. Có thể thấy là cái sự nhảm nhở của các lớp. Ok. Đống này đi tiếp. Cỏ quá tốt rồi nên là chắc là trận chiến bóng nước này sẽ không cần xảy ra ở đây. Tôi nghĩ là sân sẽ bị úng con mẹ luôn. Rồi. Cái chỗ ấy phải dốc đến 5 lần nước eo trong ngoài. Đấy. Xem như lời thắng một học sinh có lễ tri ân. Phát biểu là gấp 5 lần. Thế tại sao là anh thấy bọn em vẫn chơi bóng nước đến cuối buổi? Em đi cướp bóng ở lớp khác. Đấy là điều tôi yêu thích nhất ở tuổi học sinh. Wow. Đây chắc chắn là tiếp viện. Chắc chắn tiếp viện luôn. Wow. Đây là một lớp chúng ta vừa mới phỏng vấn xong mà. Đúng rồi. Ôi. Xe bẩn quá, xe tiếp viện nhưng mà hơi bẩn nên thành ra chúng tôi không thể quay vlog được. Cửa lớp 10A2 chúng tôi thì có một số bóng dáng. Rồi. Không rõ lắm. Xin mời các bạn học sinh lớp 12A2. Nốt. Ôi. Nhìn cả trường như một bãi rác luôn. Tuyệt vời. Hey. Xin cảm ơn các bạn học sinh và các bạn học sinh của lớp 12A2. Next, chúng tôi sẽ di chuyển tiếp sang lớp nhà C. Theo tin tình báo là chúng tôi vừa nhìn thấy được cũng khá là nhiều túi bóng ăn lắp. Ok. Wow. Một bãi cũng khá là khủng. Không có chủ nhân trông ở đây. Chúng tôi không thể phỏng vấn được. Chỗ này lại gấp đôi cái lớp vừa lại. Nhưng chỗ này cũng khá là lớn. Wow.
có vẻ các lớp đã có sự thỏa thuận với nhau trước nên là mỗi lớp đều có một loại túi bóng mục khác nhau. Nhưng mà theo kinh nghiệm thường thấy thì hello em, đây là bóng lớp em à? Đây là bóng lớp em à? Đâu nữa, đâu nữa? Ôi ôi. Ở chỗ này bao nhiêu quả bóng? Bao nhiêu? Tầm hơn 10.000 quả. 10.000. Lại 10.000 quả. Các bạn để thấy là cái lớp 5.000 vừa rồi chỉ là con muỗi mặc dù họ nhiều gấp 3 lần cái một đống này. Em là lớp gì? Hả? Em là lớp gì? Yeah. Em là lớp 12B1. B1. Ok, cả đống này nữa hả? Wow. 12B1. Không, 12B1. Một đối thủ xứng tầm để cho các lớp khác đi ăn trộm bóng nước nhá. Điều cuối cùng tôi có thể lưu ý. Ok. Chú đã xong hết rồi. Anh sẽ đi trước. Có 11 lớp đúng không? 11 lớp. Từ đây giờ chúng tôi mới chỉ phỏng vấn được khoảng 4 lớp. Các bạn có thể thấy là số lượng lưu manh quá nhiều. Chúng tôi đó là 5-6 người rồi. Vậy đấy là một sự thật không ai có thể phủ nhận được. Rồi tiếp theo sắp tới sẽ là màn thả bóng bay. Nhưng mà trước khi màn thả bóng bay chúng ta sẽ trở lại khu ở cổng trường. Ở đây cũng có xuất hiện một số bóng nước. Cái chỗ này mà hét đến đến tầm 5.000 quả nữa. Thôi tôi đáp mẹ máy đi vì tội tạo lồn các bạn quá nhiều. Ngay không bảo vệ. Ôi các bạn thể thấy lớp của bảo vệ. Ok, tôi gọi đây là lớp bảo vệ 1. Wow. Đây có thể coi là team bảo vệ cổng thành. Rồi. Đây là đội hình, đây là đội hình công cổng. Bạn em là lớp gì nhỉ? Vẫn là A1 à? Vẫn là A1 à? Ôi my god. Ra màn. Ôi, tôi đoán ở đây là lớp D1. Đúng không em? Đây, bao nhiêu chỗ ở D1 à? Bao nhiêu quả? Em chưa biết anh ạ. Ôi, một thanh niên kinh khủng nhất mà tôi từng gặp trong tháng này. Có thể chưa biết nhưng mà ước chừng chắc là khoảng 1.000 quả. Gọi là sông sinh. Ok, các bạn thấy A1. Tôi nghĩ là A1 sẽ giành chức quán quân cho lớp bị cướp bóng nhiều nhất ngày hôm nay. Em chọn B1. Đéo phải nói nhiều nữa, A1 chứ. B1 chứ, B1 đi kìa. Không, đấy là B1. B1 đấy em thua. A1 đây này. A1 đã bảo vệ cổng thành rồi. Đằng sau ơi. A1 đã bảo vệ cổng thành rồi. Đồ chuẩn, đang chuẩn kho vũ khí đằng sau rồi. Thế à? Em nghĩ là A1 chứ B1 không. Ừ. Rồi. Chúng ta sẽ cùng dạo qua các gương mặt thánh thiện. Đéo phải thằng này. Các gương mặt thân thiện và thánh thiện chuẩn bị ăn bóng nước vào mồm. Rồi đầu tiên là team phỏng vấn. Ồ, bạn đang sẵn sàng ăn bóng nước mặt chưa? Chưa ạ. Chúng ta uống nhiều nước đấy.